Chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hôm nay các bé sẽ thể hiện sự thông minh và dễ thương của các bé cho quý vị xem. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây, Eva có chiếc áo lòng rất là đẹp, được mommy thiết kế cho Eva đây. À. Rồi, vừa mới khen đến em ngồi lên kìa. Bạn có chiếc áo đầm màu tím đẹp quá. À, con đứng lên đây, đứng lên xoay vòng cho các ông bà cô chú anh chị xem. Xoay vòng con, đứng lên. Xoay vòng con, ông. Xoay vòng con, quay lên con, đẹp quá. Cúi đầu xuống rồi cho quay cái tóc em nè. Đó. Đây em có 20 đó. Wow, tóc đẹp quá vậy. Có hai cái kẹp đẹp quá. Thì mommy dạy cho Eva cách đẩy xe em bé nè, xe búp bê của Eva nè, cho Eva đi nha, đẩy xe đi nha con ha. Ok, màn đầu tiên Eva sẽ biểu diễn cho quý vị xem màn đẩy xe em bé. Đó, xe búp bê của Eva kìa. Đây là chiếc xe búp bê của Eva đây. Eva sẽ đẩy chiếc xe baby này cho quý vị xem. Đó, trên xe có búp bê đó, hình con mèo vậy đó, đang ngồi vậy nè. Mẹ em ngoan lắm, đang nằm đây chờ đợi để quay phim đó quý vị. Rồi sau cái Eva để xe xong rồi cho bốn em nào muốn chọn đôi giày nào thì chọn để đi cho quý vị xem nha. Hấp dẫn. Mỗi em sẽ biểu diễn một màn đặc biệt cho quý vị xem. Kính mời quý vị cùng theo dõi nha. Ok. Đây này con. Xe giỏi vậy đó hả? Mấy vòng luôn, giỏi ghê luôn á. Thưởng nha.